Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Nhớ subscribe kênh để nhận video chia sẻ mới nhất nha. Trong video này Hường sẽ chia sẻ về cách gửi thư cho khách hàng trong danh sách hay còn gọi là trong danh bạ của mình. Bây giờ có hai kiểu gửi thư. Kiểu thứ nhất đó là mình gửi thư tự động theo kiểu cài đặt sẵn. Ví dụ như thứ nhất, kể từ lúc mà khách hàng điền form vào danh sách của mình thì mình gửi cái gì, ngày thứ hai gửi cái gì, ngày thứ năm gửi cái gì, ngày thứ 10 gửi cái gì, ngày thứ 15, ngày thứ 20 gửi cái gì. Đó là hệ thống mà chúng ta đã cài đặt thư sẵn. Cứ mỗi khách hàng đi vào cái hệ thống của mình là họ đều nhận lần lượt các thư như vậy, thì gọi là hệ thống thư đã được cài đặt sẵn. Còn kiểu thứ hai đó là mình gửi thư bất chợt. Ví dụ mình có một cái chương trình khuyến mãi, hoặc lâu lâu mình có một cái hội thảo, lâu lâu mình có một cái quà tặng nào đó cho danh sách, cho cái danh bạ mà mình đã tạo ấy, thì mình sẽ gửi cho họ một cái lá thư bất chợt. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn mọi người tạo một cái hệ thống thư tự động trước. Đầu tiên mọi người cần đăng nhập vào tài khoản GetResponse của mình. Sau khi đăng nhập thì nó sẽ ra giao diện này. Bây giờ mình sẽ cài hệ thống gửi thư tự động theo chu kỳ, theo lịch trình mình đã cài đặt sẵn ha. Bây giờ mình bấm vào chủ menu, mình chọn vào thư trả lời tự động. Ở đây mình sẽ chọn cái danh sách mà mình muốn. Ở đây Hường có rất là nhiều danh sách, nhưng mà Hường sẽ chọn cái danh sách mà hôm trước Hường đã tạo, lấy ví dụ cho mọi người. Đó là khách hàng cũ 2020. Ở đây ví dụ ngày đầu tiên kể từ lúc mình add họ vào danh sách, hoặc là họ đăng ký vào hệ thống thư của mình. Ngày đầu tiên mình sẽ gửi cái gì, rồi mình sẽ chọn là ngày thứ 3 mình sẽ gửi cái gì, ngày thứ 6, ngày thứ 5 mình gửi cái gì, hoặc là ngày thứ 17 gửi cái gì, ngày thứ 25 gửi cái gì, ngày thứ 30 gửi cái gì. Ở đây nó có ra danh sách rất là dài các ngày mình có thể cài đặt sẵn không, hiển thị ngày nhiều hơn nữa này đấy. Thì bây giờ ví dụ mình muốn cài ngày đầu tiên kể từ lúc mà khách hàng họ điền email vô thì mình cài vô như sau. Bấm vào cái số 0, sau đó mình để cái tên. Tên này thì mình ghi cho mình nhớ, khách hàng sẽ không thấy. Ví dụ danh sách khách hàng cũ thư số 0. Rồi mình gửi vào ngày 0 nè. Danh sách, mình sẽ chọn danh sách khách hàng cũ 2020. Chọn gửi ngay lập tức, tức là họ cứ điền email vô, hoặc là mình vừa add họ vô là họ sẽ nhận được lá thư này ngay. Và nếu như ngày đó là ngày chủ nhật mình không gửi thì mình tắt nó đi. Ở đây có nghĩa là giả sử họ rơi vào cái form của mình mà trúng ngày chủ nhật là mình không gửi ấy, thì mình tắt cái này đi, hoặc trúng ngày thứ bảy không gửi thì tắt cái này đi. Còn nếu mà mình ngày nào mình cũng có cũng được là mình cũng gửi thì chúng ta chọn nó vô, tức là bất kể ngày nào. Còn nếu mà mình chọn cái tắt này có nghĩa là thứ hai cứ họ đăng ký vào cứ thứ hai thì nó sẽ không gửi thì chúng ta tắt thôi. Thì mình chọn hết rồi bấm vào tạo email mới. Tên thư, mình tên này để mình nhớ thôi. Ví dụ như 20 thư xong chẳng hạn. Rồi tiêu đề. Chúc mừng. Mình cá nhân hóa đi. Mình để là name, tức là cái tên của họ ở đây. Nó sẽ tự động đổi thành cái tên của khách hàng của mình. Chúc mừng em đã đăng ký thành công, nhận quà tặng chẳng hạn, từ ví dụ từ xgo.vn. Rồi chọn người gửi thư, chúng ta chọn cái tên của mình, ví dụ chọn Tomato Hường. Còn mình muốn trả lời từ thư nào thì mình sẽ chọn cái thư đó, ví dụ thành công cùng Tomato a@gmail.com. Mọi người có thể tự add thêm cái email khác. Thì video tiếp theo Hường sẽ hướng dẫn làm nào để tự add cái tên. Ở trong danh sách này có rất là nhiều email Hường để đây, thì làm sao để tự add vô. Từ từ Hường sẽ hướng dẫn hết ha. Rồi bấm vào bước tiếp theo. Ở đây để cho đơn giản thì mọi người, tức là có những cái form đã được làm sẵn thì mọi người có thể là chọn những cái form như thế này, nhưng mà những cái form như thế này có hình ở trên đó và có link này nọ thì có thể là cái khả năng nó vào spam rất là cao, nên là chúng ta tự là tạo một cái email ban đầu luôn thì tốt hơn. Chúng ta chọn bắt đầu từ đầu.
Đấy thì nó có rất là nhiều kiểu. Chúng ta kéo xuống chọn cái plan template, tức là một cái trang trắng chúng ta viết thư từ đầu. Ở đây chúng ta có thể là thêm một cái hình vô, ví dụ như là khối ảnh kéo vô. Thì ở đây chúng ta có thể chọn một cái ảnh, ví dụ Hường chọn một cái ảnh ví dụ như cái hình này chẳng hạn. Đấy. Rồi muốn thêm chữ thì kéo cái khối văn bản vô. Chúng ta viết chào, chuyển cái tên vô. Đấy. Chào, hồi nãy mình video trước mình ép vô, mình bảo là chào anh Đan, chào cô Loan hay cô gì đó thì nó sẽ tự động điền vào đây, đó là cô Loan hay là anh Đan. Còn nếu mà mình viết cái tên không thì nó chỉ chèn một cái tên thôi, là Đan hoặc là Loan thôi. Bạn có thể nhận ngay ebook hướng dẫn làm affiliate marketing chẳng hạn. Tại đây, tại bên dưới đi, ví dụ vậy. Xong rồi mình ở đây mình có thể làm cách một, mình có thể điền chữ tại đây, tại đây đi. Đấy. Rồi bây giờ mình để cái link của cái ebook vô đây, ví dụ mình vô đen nó. Đấy, ví dụ mình có một cái link tải nào đó, ví dụ cái link tải ebook là một cái link mình lấy đại một cái link nào đó đi. Giả sử cái link này là link link tải ebook nha, không phải là link cà phê biết đâu. Link tải ebook mà Hường chưa làm nên là Hường lấy tạm cái link đó. Bây giờ giả sử là khách hàng điền vào, khách hàng click vào đây sẽ ra cái link tải ebook hoặc là cái đường link tải ebook, hoặc là click vào đó là tải ebook luôn, thì mình sẽ làm nó sau. Bây giờ mình có thể là bô động nó, bấm vào cái dấu mốc này nè, rồi để cái link vào đây. Đấy, bấm OK. Thì kể từ lúc này nếu mà khách hàng click vào đây thì nó sẽ ra cái link cà phê biết ấy, hoặc là click vào đây ra cái link tải ebook xuống. Rồi cách thứ hai, mình có thể thêm cái nút của tôi. Ví dụ ở đây mọi người có thể chỉnh sửa cái nút này. Mình để cái link cà phê biết vô đây và mình nói tiêu đề của nút đó là tải đây. Rồi mình chỉnh là tải ngay. Đây. Rồi mình chọn màu chẳng hạn. Ví dụ không thích màu xanh, mình đổi thành màu vàng, màu đỏ. Ví dụ đây, OK, nên nó sẽ đổi thành tùy mình. Rồi mình coi những cái form này, nếu mà mình thích là ảnh kế bên chữ bên đây thì mình sẽ chọn kéo form này vô. Đấy. Còn không thích thì lê chuột bên đây xóa nó đi. Thước ngang chẳng hạn, mình gạch ngang qua, mình ghi, mình có thể gạch ngang qua ghi ở dưới này ghi ký tên. Ký tên. Rồi. Tiếp theo là nó có những cái phần nữa này nè, nếu các bạn thêm cái gì thì các bạn cứ kéo vô thôi, cũng khá là đơn giản. Rồi mình coi thử còn cái gì nữa không, thương mại điện tử. Tức là nó sử dụng nút mua ngay kích hoạt tích hợp. Mình phải tích hợp nếu mà muốn thanh toán bằng PayPal ha. Rồi chia sẻ trên mạng xã hội, nếu mà muốn cái trang của mình có thể chia sẻ thì bấm vào đây. Hoặc click vào đây thì họ sẽ chia sẻ. Mấy cái này thì mọi người khám phá thêm thôi. Chủ yếu là mình sẽ sử dụng cái khối này, khối cơ bản này, chữ và hình ảnh thôi. Và sau khi mà mình viết xong rồi ấy, OK, tắt mấy cái này đi. Rồi chúng ta xem thử cái form điện thoại ngang, điện thoại dọc OK chưa. Rồi chúng ta có thể là bấm vào bước tiếp theo. Bây giờ chúng ta thư thử nghiệm, chúng ta bấm vào thư thử nghiệm ở đây, tức là chúng ta điền một cái email nào đó và chúng ta tự gửi thư cho mình xem thử cái form thư nó OK chưa ấy. Còn nếu mà các bạn cảm thấy OK rồi, các bạn có thể là bấm vào spam call, tức là xem cái điểm spam của mình. Điểm spam của mình là 0.645, điểm tối đa được phép là 5, khoảng cỡ 4 năm thì nó sẽ dễ thư. 3-4 năm ấy thì nó dễ rơi vào hòm thư rác hoặc hòm thư quảng cáo. Nên là điểm của mình càng thấp càng tốt ha. Xem một chút nữa nào, chúng ta xem những cái form đây này, các bạn có thể tùy chỉnh cái phông chữ thôi. Đây, tai hôm mai chuyện hẹn. Rồi muốn chèn cái link affiliate marketing, chèn cái link gì đó vào đây thì bô đen nó và bấm vào cái dấu số 8 ấy. Gọi là bao, rồi bấm OK. Thì khách hàng click vào đây thì nó ra cái link, mình sẽ chèn link ở trong đây nè. Rồi tiếp theo nó ở đây có cái giao diện mình có thể tùy chỉnh giống như Word vậy đó. Ví dụ như là căn phải, căn giữa, căn trái. Hoặc là ở dưới đây mình có thể là chọn chế độ số, hoặc là những cái dấu gạch đầu dòng.
in đậm, in nghiêng, rồi khoảng cách ở trên dưới màu chữ, kiểu chữ ở đây thì các bạn có thể khám phá thêm. Nhưng mà viết căn bản là giống như kiểu thân thiện là được rồi, không cần phải mình quá màu mè, nó dễ rơi vào hồng thư quảng cáo đấy. Bấm vào bước tiếp theo. Rồi ở đây mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa là xem là thông tin đã ok chưa, gửi vào ngày không. Danh sách khách hàng là danh sách khách hàng cũ, ok. Gửi ngay lập tức, ok. Rồi thư đã xong, ok. Rồi chúng ta bấm lưu và xuất bản. Thì kể từ thời điểm này, nếu mà ai vào cái hệ thống gửi thư này nè, thì cái thư số phong này lập tức được gửi. Bất kể cách nào, có thể là cái cách mà chúng ta tự add email vô, hoặc là cái cách khách hàng tự điền form vô. Rồi vừa Hường vừa hướng dẫn xong là tạo một cái hệ thống gửi thư tự động. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn là gửi thư một cách bất chợt. Tức là lâu lâu có một cái sự kiện, một cái buổi hội thảo, một cái quà tặng hay là một cái chương trình khuyến mãi nào đó mình gửi cho khách hàng, nó không có cài cái hệ thống tự động như thế này, thì chúng ta cũng sẽ bấm vào cái ô này, dấu chín chấm này, rồi bấm vào chọn là tiếp thị qua email. Ví dụ như là Hường có một cái hội thảo tiếp thị giá cao, muốn mời các bạn mà đăng ký vào hệ thống của mình tham gia, thì Hường có thể tạo một lá thư. Mình bấm vào tạo bản tin. Rồi chúng ta bấm trình sửa email và kéo thả. Chọn cái danh sách mà mình muốn gửi. Ví dụ Hường muốn chọn danh sách là hội thảo trực tuyến đi, hoặc là danh sách học khách hàng cũ đi. Rồi như hồi nãy đi, tên thôi, cái tên này khách hàng cũng không có thấy, mình đặt cho mình nhớ thôi. Gọi là mời tham gia hội thảo trực tuyến, chủ đề đó là hội mời người nào đó cá nhân, nó tự động thay tên của khách hàng vào đây, tham gia tối chủ nhật. Rồi chọn vào cái email mình muốn gửi đến khách hàng, chọn thành công cùng Tomato đi, rồi bấm bước tiếp theo. Rồi ok, tới bước này thì nó cũng giống y chang giống như là mình cài thư hồi nãy thôi, nó không có khác gì cả. Thì mình sẽ chọn là bắt đầu từ đầu, rồi mình chọn cũng là blank template. Rồi có những cái mà chúng ta cần phải soạn từ văn bản thuần túy hay là trình biên tập mã HTML ấy, thì mình sẽ hướng dẫn ở video tiếp theo ha. Bây giờ video này thì mình sẽ hướng dẫn chủ yếu là gửi thư căn bản. Mình quay lại nha. Tức là mình sẽ soạn, sau đó mình có thể cài đặt theo thời gian gửi cho khách hàng đấy. Mình cũng thêm ảnh vô, rồi thêm chữ vô, có thể thêm một vài chữ vào đây, mình cứ viết đại thôi. Rồi bấm vào bước tiếp theo ha. Y chang, mọi người thiết lập y chang này đó. Rồi chúng ta chọn cái danh sách mình muốn gửi, ví dụ như là danh sách khách hàng cũ 2020. Ở đây có một liên lạc, ví dụ mình có 200 liên lạc thì nó sẽ hiện ở đây 200. Hoặc là chúng ta gửi nhiều list cũng được, nhiều danh sách, nhiều danh bạ cũng được, nhưng mà mình gửi mỗi danh sách thôi. Rồi bấm vào bước tiếp theo. Ở đây nó bảo là điểm spam call của chúng ta rất thấp này. Ok này, tiêu đề thư, rồi muốn xem trước thì bấm vô, rồi người nhận mình duyệt lại một lần nữa, ok rồi đó. Thì chúng ta có thể bấm gửi ngay trong 60 giây nó có thể gửi, hoặc là chúng ta chọn cái thời gian hoàn hảo, tức là cái response nó sẽ tự động xem thử là khách hàng của mình họ mở mail vào giờ nào nhiều nhất thì họ sẽ gửi vào cái giờ đó, hoặc mình tắt nó đi. Hoặc là chúng ta sẽ đặt lịch. Đặt lịch có nghĩa là mình có thể cài cái này khoảng cỡ 3-4 thư, nhiều thư một lần cũng được. Và chúng ta cài xem thử là giờ nào nó gửi. Ví dụ như là mình chọn là nó gửi vào ngày 18. Mình chọn là lúc 21 giờ nó gửi đi. Thì mình chọn là 21 giờ. Đấy, không không thì nó gửi thư cho khách hàng. Thì các bạn muốn chọn giờ nào, muốn giờ Việt Nam ok. Thì đến giờ đó nó mới gửi. Thì chúng ta bấm vào chữ đặt lịch. Rồi ok, đến giờ đó thì nó sẽ gửi thư cho khách hàng của mình. Xong Hường vừa mới hướng dẫn xong là cái gửi thư cho khách hàng bằng cái response căn bản. Rồi từ từ Hường sẽ hướng dẫn chuyên sâu sau ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ bình luận một cái điều gì đó nếu các bạn thấy hữu ích, muốn like video, lên cái kênh YouTube và tham gia vào điểm nhóm mọi người rất nha. Follow Hường trên Facebook. Bye bye.